KTM Việt Nam vừa thực hiện giảm giá hai mẫu xe. Ngoài mẫu xe Duke 390 với mức giá là 155 triệu đồng, được giảm xuống còn 139,9 triệu đồng, thì Duke 250 cũng là một trong những mẫu xe được giảm giá. Duke 250 nằm giữa phân khúc của Duke 200 và Duke 390, nhằm tăng sinh sự lựa chọn cho người tiêu dùng. Nó phù hợp với những người muốn một chiếc xe thoải mái, có thể sử dụng hàng ngày, đặc biệt là đường phố. Phần đầu của Duke 250 giống như một chú robot, tuy nhiên, cụm đèn chính vẫn là đèn halogen, trong khi cụm đèn xi nhan là đèn LED. Cụm đèn phía sau cũng là full LED, luôn sáng và hiển thị đẹp mắt khi trời tối. Ở phía trước, xe được trang bị phục ngược của thương hiệu WB, có đường kính là 43mm, ngang ngửa với cặp phục trên dòng siêu mô tô 1000 phân khối. Bánh trước với vành 17 inch cùng phanh đĩa 300mm, hai piston đến từ Valtteri, tích hợp công nghệ chống móc cứng phanh ABS đến từ Bosch. Bánh xe sau tương tự nhưng phanh đĩa dừng lại ở 230mm, một piston và cũng tích hợp ABS. Phục sau monoshock của hãng WB và sở hữu hành trình phục là 150mm. Không chỉ vậy, xe còn có thể hạ phục ở chiều cao từ 800mm xuống tối đa là 740mm. Như vậy, với một người có chiều cao là 1m6 và có thể dễ dàng chống chân chiếc xe này. Trọng lượng khô của xe là 139kg, chỉ nặng hơn Honda SH khoảng 5kg. Xe sử dụng màn hình LCD trung tâm, hiển thị đầy đủ các thông tin, cũng như có thể thay đổi các chế độ báo. Tuy nhiên, các chi tiết thông báo trên đồng hồ lại khá nhỏ, đôi khi gây khó chịu cho người dùng lúc ban ngày. Trái tim của Duke 250 là khối động cơ 248,8cc, công suất cực đại là 31,3 mã lực tại vòng tua máy 9.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại là 24 Nm tại 7.250 vòng trên phút. Bộ khung dàn lưới mắt cáo của Duke 250 có thể chịu lực khối động cơ lên đến 600cc. Ngoài ra, một cải tiến đáng chú ý nữa trên KTM Duke 250 đó là hệ thống chống khó bánh khi dùng số gấp, giúp lái xe an toàn hơn. Phòng bô trên Duke 250 được thiết kế theo kiểu đúc gầm, mặc dù vậy, khả năng lội nước của mẫu xe này cũng rất ấn tượng, lên đến 0,5m, phù hợp với đặc thù thời tiết của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, mức giá bán của mẫu xe này là 109 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với trước đây. Có thể thấy, đây là một mức giá khá hời cho một mẫu xe 250cc, được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến. Các bạn đừng quên like, share và đăng ký để xem những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Cường Mô Tô.